Cụ bà 75 tuổi đã van xin hung thủ trước khi bị sát hại. Nạn nhân sống sót vụ nổ khí mê tan ở Quảng Ninh kể phút giây cận kề sinh tử. Người đàn ông say xỉn tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Gần 50 người trong đoàn múa lân nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn đồ từ thiện. Nắng nóng đầu hè ở Hà Nội, người dân ra đường kín mít như ninja. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức thông tin về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thượng tá Trần Minh Nhựt, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đã thông tin về vụ thanh niên 19 tuổi sát hại bà cụ 75 tuổi. Được biết, nam thanh niên với ý định cướp tài sản đã dùng hung khí tấn công man dợ mặc cho nạn nhân van xin. Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, nghi phạm trong vụ án mạng trên là Nguyễn Minh Hoàng, 19 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Theo đó, khoảng gần 2 giờ sáng ngày 30 tháng 3, Hoàng chạy xe máy trên các tuyến đường vắng người ở xã Phước Hòa tìm người để cướp. Khi thấy bà NTM đang dừng xe máy bên đường để nhặt ve chai trước cổng của trường mầm non ở xã Phước Hòa, Hoàng đã nảy sinh ý định ra tay với nạn nhân để cướp tài sản. Lợi dụng lúc bà M không để ý, Hoàng dùng cây tấn công bà này ngã xuống đất. Khi bà M kêu cứu, Hoàng dùng dao tấn công nạn nhân. Trong quá trình gây án, do nạn nhân la lên cầu cứu và có ánh đèn xe từ phía xa, nên Hoàng vội vàng lên xe máy bỏ đi khi chưa kịp cướp tài sản. Sau khi nhận được tin trình báo của người dân, lực lượng Công an huyện Phú Giáo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ. Chỉ ít giờ sau khi gây án, Hoàng đã bị bắt. Đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại của mình và mục đích chính là cướp tài sản. Hoàng khai nhận trong quá trình gây án nạn nhân có van xin. Thưa quý vị, sống sót trong vụ nổ khí mê tan kinh hoàng ở công ty than Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, các nạn nhân bị thương nghẹn ngào xót xa cho 4 người đồng nghiệp đã tử vong. Sáng ngày 3 tháng 4, 7 công nhân thoát nạn trong vụ nổ khí mê tan tại công ty than Thống Nhất được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tận tình chăm sóc các chấn thương. May mắn thoát nạn, 7 công nhân trong vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng ám ảnh về thời khắc đối mặt với tử thần dưới hầm than sâu thẳm. Anh Đàm Văn Đội, sinh năm 1993, trú quán tại tỉnh Cao Bằng nhớ lại. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh cùng nhóm công nhân vào làm K3 trong hầm lò. Khi các công nhân đang miệt mài làm việc thì xảy ra sự cố. Anh Đội kể, sau khi vào ca được một lúc thì anh được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư. Đi được khoảng 200 mét, anh cảm nhận luồng gió nóng thổi mạnh sau lưng, sau đó là tiếng nổ hất văng anh vào gầm băng truyền tải than, ngất lịm. Khi tỉnh lại, anh Đội đã nén đau, cố hết sức gượng bò tìm đường thoát ra ngoài. Thế nhưng sau vụ nổ lớn, vật liệu ngổn ngang, bụi đen che hết tầm nhìn, mũ bảo hộ và đèn pin của anh Đội đã bị văng đi nơi khác lúc anh ngã xuống gầm băng tải. Anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, quê Hải Dương cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, anh đang cùng 6 công nhân khác xuống hầm lò để xúc than. Khi đi cả tốp thợ vào hầm lò được khoảng hơn 100 mét thì bỗng nghe tiếng nổ lớn, gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả. Anh Thanh kể lại, sau khi trấn tĩnh, anh và các đồng đội gọi hỏi nhau xem có ai làm sao không. Sau đó mọi người cùng nhau định hình lối ra mất một thời gian rồi cùng nhau tìm ra ngoài. Khi phát hiện chính xác được lối ra, mọi người đã dùng hết sức để chạy ra ngoài. Cũng là người may mắn thoát nạn trong gang tấc, dù bị thương khắp người, anh Nguyễn Quốc Khánh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên cho biết, sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò, khoảng 10 phút, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra bên ngoài. Và khi di chuyển được khoảng 100 mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ. Do áp lực khí khiến anh Khánh bị hất văng hàng chục mét trong hầm lò. May mắn không bị thương quá nặng, nhưng mũ bảo hộ, đèn pin và đôi ủng dưới chân đã rơi khỏi người anh Khánh, khiến việc tìm đường ra gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, sau khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 48 tuổi ở Cà Mau không chấp hành mà còn dùng mũ bảo hiểm tấn công một cảnh sát. Chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Ngày 3 tháng 4, nguồn tin cho biết Công an thành phố Cà Mau đang điều tra, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của ông LPN, 48 tuổi, ngụ phường 5. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng hơn 22 giờ tối mùng 1 tháng 4, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Cà Mau tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cà Mau. Khi đến ngã tư Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương thuộc phường 5 thành phố Cà Mau, lực lượng chức năng phát hiện ông N điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69F6 lưu thông trên đường có biểu hiện dùng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, ông N không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe chạy đến đối diện cổng trụ sở cảnh sát cũ, sau đó xuống xe. Lúc này khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì người này bất ngờ bỏ chạy thẳng đến nhà mở cửa. Khi bị một chiến sĩ công an ngăn lại, ông N đã dùng mũ bảo hiểm tấn công chiến sĩ này. Người đàn ông sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao cho công an phường 5 xử lý. Được biết, kết quả nồng độ cồn của đối tượng ở mức 0,628 mg trên 1 lít khí thở. Ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức buổi gặp mặt thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Với vụ cướp tiệm vàng BQ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua lời khai của hai đối tượng đã bị bắt giữ, nhóm đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội. Do mới chỉ trao đổi gặp nhau vài lần nên không rõ về nơi ở. Theo đó, các đối tượng đều không có việc làm ổn định, nảy sinh ra ý định đi cướp. Để thực hiện hành vi, nhóm này đã đi trên 2 xe máy đến một số tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương khảo sát. Khi thấy ở tiệm vàng BQ tại Bầu Bàng ít khách nên đã giả vờ hỏi bán vàng, sau đó đập kính cướp vàng. Sau nhiều giờ điều tra và với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nơi lẩn trốn, bắt Nguyễn Linh Đoàn, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định. Khi công an đang triển khai lực lượng vây bắt, biết không thể trốn thoát, Triệu đã đến phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương xin được đầu thú. Công an xác định, Đoan, Triệu là hai trong 4 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản. Tiếp đó, công an cũng đã bắt Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1995, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được. Các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã chiếm đoạt được. Theo Đại tá Trần Văn Chính, hai đối tượng còn lại, công an đã có thông tin và sẽ tổ chức truy bắt cho được để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó 12 giờ ngày 3 tháng 3, 4 đối tượng gồm 3 nam và 1 nữ đi 2 xe máy vào tiệm vàng BQ. Sau khi hỏi bán vàng, chúng đã dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập bể kính, lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Bầu Bàng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng đến hiện trường, ghi nhận vụ việc và triển khai nhanh lực lượng để điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng và tang vật vụ cướp tài sản. Theo chủ tiệm vàng, số vàng bị cướp khoảng gần 40 lượng, tương đương trị giá 1,6 tỷ đồng. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 3 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận có 47 người trong đoàn múa lân tại lễ hội Cộ Ông Bồn diễn ra tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương, phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì, bánh bao phát từ thiện tại lễ hội này. Theo lời kể của các thành viên trong đoàn múa lân Sư Rồng, khoảng 5 giờ cùng ngày khi được người dân cho bánh mì, bánh bao để ăn tại lễ hội Cộ Ông Bồn, nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, nên nhanh chóng được đưa vào Trung tâm Y tế thành phố Thuận An. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, có 47 ca nhập viện triệu chứng ban đầu như nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng. Triệu chứng của đa số ca bệnh đều xuất hiện sau khoảng 1 đến 2 giờ khi ăn bánh mì, bánh bao được cấp phát từ thiện. Hiện 5 ca nhẹ cho xuất viện, 42 ca ổn định nằm điều trị theo dõi tiếp. Trung tâm Y tế thành phố Thuận An tiếp tục điều tra mẫu thức ăn và điều trị cho các bệnh nhân. Cuộn thép trên container rơi trúng người dân ở Bình Dương. Chiều ngày 3 tháng 4 tại Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn khi một cuộn thép từ container rơi xuống đè trúng một người đàn ông đang đi xe máy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, xe container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chở nhiều cuộn thép đang dừng đậu ở lề đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngay lúc này, một cuộn thép bất ngờ rơi từ rơ móc xe container xuống đường và trúng người đàn ông đi xe máy đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và giải quyết giao thông. Ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh con gái nhờ mẹ gửi tiền sang Nhật Bản. Ngày 3 tháng 4, Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng. Trước đó, lúc 16 giờ 15 phút ngày 2 tháng 4, bà PTC 61 tuổi đến giao dịch rút số tiết kiệm 45 triệu đồng tại trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch để chuyển cho con gái ở Nhật Bản. Sau khi thấy thông tin của người nhận, cán bộ giao dịch nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng. Khách hàng lúc này cố giấu thông tin và yêu cầu quỹ chuyển tiền theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Được cán bộ của quỹ trấn an, vận động và giải thích nên khách hàng đã hiểu được vấn đề. Kết quả đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trên. Kẻ lừa đảo trên giả danh là con gái bà C sống tại Nhật Bản, gửi tin nhắn qua Messenger nhờ mẹ gửi tiền. Được biết, đây là lần thứ 6, Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo qua mạng đối với khách hàng đến giao dịch tại quỹ. Quỹ cũng khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng, tránh để bị mất tiền. Giá vàng nhẫn sáng ngày 3 tháng 4 tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới, có thương hiệu tăng tới 750.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn của các thương hiệu đều đã vượt đỉnh cũ, tiến sát mốc 72 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào lúc 11 giờ 13 phút ngày 3 tháng 4, giá vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji được niêm yết ở mức 70,5 đến 71,8 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra. Đây là mức cao nhất của giá vàng nhẫn trong nước từ trước đến nay. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng nhẫn tại Doji sáng nay đã tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 650.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Sáng ngày 3 tháng 4, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 70,58 đến 71,78 triệu đồng một lượng mua bán, tăng 500.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên ngày 2 tháng 4. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long lại lập đỉnh cao mới. So với đỉnh cũ 70,18, 71,38 triệu đồng một lượng mua vào bán ra được thiết lập vào sáng mùng 1 tháng 4, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long sáng nay đã vượt 400.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán. Giá vàng nhẫn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC ngày 3 tháng 4 cũng tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới. SGC niêm yết giá vàng nhẫn 4 số 9, loại 1 đến 5 chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 45 phút ở mức 70,45 đến 71,65 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 700.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 750.000 đồng một lượng ở chiều bán so với chốt phiên ngày 2 tháng 4. Tương tự, giá vàng nhẫn của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ cũng tăng nhanh. Vàng nhẫn của PNJ tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 3 tháng 4 được mua bán ở mức giá 70,3 đến 71,55 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 650.000 đồng một lượng ở chiều bán so với kết phiên ngày 2 tháng 4. Sáng ngày 3 tháng 4, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ xuân, cũng như trường tạm ngừng hoạt động do thiếu giáo viên. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 3 tháng 4, hoạt động dạy và học của trường diễn ra bình thường. Trước đó vào tối 2 tháng 4, theo báo cáo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, có 83 trên 119 giáo viên nước ngoài sẽ quay trở về trường làm việc từ ngày 3 tháng 4 năm 2024. Do đó, đối với cấp tiểu học và học sinh lớp 11, 12, giáo viên nước ngoài đủ để tổ chức hoạt động dạy bình thường. Đối với các khối lớp khác, hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chào mừng các em quay lại trường sau kỳ nghỉ xuân và tổ chức dạy học theo môn, theo nhóm lớp. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời kêu gọi của hiệu trưởng, hôm nay các giáo viên có tiết đều tham gia đầy đủ. Hiện trường có 75 học sinh lớp 12 đang theo học chương trình Tú tài quốc tế. Các em còn một đợt kiểm tra nữa để được cấp bằng. Còn lớp 11 có 81 học sinh vẫn còn một số bài kiểm tra. Sáng ngày 3 tháng 4, đa phần học sinh đi xe buýt đến trường. Tuy nhiên, do ngày đầu đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ, nên nhiều gia đình vẫn chở con tới trường để nắm bắt tình hình. Theo thông báo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, số tiền đóng góp từ phụ huynh đã được dùng để chi trả tiền nhà, tiền lương cho giáo viên. Cụ thể, đối với giáo viên nước ngoài đã thanh toán 10% còn lại của lương tháng 1 năm 2024, 100% lương và tiền nhà tháng 2 năm 2024, tiền điện nước, Internet và 50% tiền xe buýt. Đối với nhân viên Việt Nam đã trả 50% lương tháng 2 năm 2024, đang rà soát danh sách cụ thể và thanh toán vào ngày 3 tháng 4. Thưa quý vị, bước vào đợt nắng nóng đầu hè, nhiệt độ tại Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ C. Người dân ra đường trong trang phục kín mít với nhiều lớp tránh nắng, quyết không để làn da bị thiêu đốt. Trong ngày 2 tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt 36 độ C, cá biệt có nơi đo được trên 36 độ C. Người dân ra đường đều phải có biện pháp phòng chống nắng nóng. Bộ đồ chống nắng phổ biến của nữ giới là các loại áo có mũ trùm vạt dài đến gót chân. Nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ 10 giờ đến 18 giờ, đạt đỉnh điểm vào khung giờ 13 đến 15 giờ. Trong thời điểm này, mọi người ra đường thường mang nhiều lớp áo để che nắng, chống nóng. Áo chống nắng kiểu mới có mũ, bên dưới xoay tròn là sản phẩm mới của mùa hè năm nay được nhiều chị em lựa chọn sử dụng. Nhìn trang phục các chị em chống nắng khi ra đường, hiếm người phân biệt được họ đang mặc trang phục mùa đông hay mùa hè. Trong thời điểm nắng nhất, gần như mọi người không thể nhận ra nhau ở ngoài đường với kiểu trang phục kín mít của mùa hè. Với kiểu thời tiết ngày càng khắc nghiệt, việc bảo vệ sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu, thời trang cũng phải chào thua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.